Đây là nút giao Xuân Lộc các bạn, ở xã Xuân Lộc của thị xã Sông Cầu Phú Yên. Đó, đây là tuyến cao tốc thành phần Quy Nhơn Chí Thạnh. Đó, đi vào hướng nút giao các bạn, đi vào cao tốc. Và hôm nay thì Thọ sẽ cập nhật cái đoạn cao tốc trên núi cao ở Xuân Lộc với Xuân Bình cho các bạn xem nhé, ngay hồ Xuân Bình đó. Cũng lâu rồi mình không có cập nhật chỗ hồ Xuân Bình. Và cái chỗ mà vừa rồi họ trải nhựa sớm á, ở cái đoạn này các bạn, ở xã Xuân Lộc này á, hiện tại thì đã trải nhựa tới đâu rồi, mình vào xem thử nha các bạn. Hôm nay thời tiết nó cũng tương đối, nó không có xấu lắm các bạn. Đi từ quốc lộ mình chạy vào các bạn, mình chạy vào phía cái nút ra vào cao tốc ở Xuân Lộc này và đi lên hướng núi cao ở xã Xuân Lộc của Xuân Bình. Thời tiết hiện nay ở khu vực miền Trung mình á, Bình Định Phú Yên là đã lạnh rồi các bạn, đã bắt đầu lạnh rồi, thì không còn mưa nữa, bắt đầu bà con vào vụ đông xuân, không còn mưa. Đấy, bữa trước có cập nhật cái nút giao này nhưng mà cũng mới cái tới cái đoạn bắt đầu trải nhựa thôi. Hôm nay thì từ cái đoạn trải nhựa mình sẽ lên tới hồ Xuân Bình, không biết thì trải nhựa tới đâu rồi. Đó, trong kia các bạn thấy xe cộ bắt đầu trải nhựa lên tới phía đầu dốc rồi nhé. Nút ra vào tại Xuân Lộc này cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 30 km các bạn. Có thể là chọn cái nút này ở từ hướng Sài Gòn về Quy Nhơn được. Nó hơi xa nhưng mà có thể ra chỗ biển, các cái chỗ nuôi sản á, mình có thể nghỉ ngơi. Hiện tại thì thời tiết bắt đầu khô, không còn mưa nữa này. Thì công trường cao tốc đoạn này họ bắt đầu họ trải nhựa cho nó xong cái đoạn này các bạn, lên tới dốc luôn. Các bạn mình chạy xe lên luôn nhé, lên thử đi được không, đi được thì qua luôn bên kia các bạn, không đi được thì mình xuống cái đường công trình mình đi. Nay không còn mưa nữa cho nên đi khô ráo. Thì bữa trước mình có cập nhật chỗ đây rồi bạn, là họ đang trải nhựa lớp 1. Đoạn này thì km 33 là cách cái nút giao tại Nhân Hòa đó các bạn, là 33 cây số. Đây là đoạn do công ty cổ phần Hải Đăng họ làm các bạn, họ thi công. Dưới này là ta luy lát đá tổ ong hết rồi nè bạn. Cao nha, chỗ này khá là cao á, cao cũng mười mấy mét đó các bạn. Từ mặt đường cho xuống tới cái đường đất dưới này là cũng mười mấy mét, rất là cao luôn. Chỗ kia họ đang trải nhựa các bạn, không biết mình đi qua được không. Bữa trước thì chỗ này họ cắt lên, họ xem này, nay họ lắp lại hết rồi. Đó, bữa tới chỗ đây các bạn, bây giờ thì
lên một đoạn mấy trăm mét nữa này. Cao ghê luôn các bạn ơi, cao ghê luôn. Đang làm không biết qua được không. Tôi cập nhật tiến độ từ trên cao của cao tốc Quy Nhơn Chí Thạnh đoạn qua thị xã Sông Cầu. Trong hình ảnh các bạn đang xem đó là phía ngoài, đó là xã Xuân Lộc, còn đây là thuộc xã Xuân Bình. Tốc đi qua phía tây của các dãy núi này các bạn nằm ở độ cao chừng 40 đến 60 mét so với mặt đồng bằng. Và đây là đoạn cao tốc vừa đi qua phía tây của những ngọn núi này và đi dọc theo hồ Xuân Bình, một hồ nước ngọt rất là nổi tiếng ở khu vực thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Hồ Xuân Bình là hồ chứa nước phục vụ cho thủy lợi khu vực các xã phía bắc của thị xã Sông Cầu. Hồ này nằm ở phía tây của xã Xuân Bình của thị xã Sông Cầu. Và đây là một con đường chạy dọc theo hồ Xuân Bình này, ngắm từ trên cao nhìn rất là đẹp các bạn. Vâng, tuy là mùa này thời tiết không thuận lợi nhưng mà chúng ta có thể nhìn mặt nước của hồ Xuân Bình này, nó xanh theo kiểu màu ngọc bích rất là đẹp. Và cao tốc sau này hoàn thành đi qua khu vực núi cũng như là hồ Xuân Bình này cũng rất là đẹp.
trong quá trình đi quay cao tốc thì Thọ cũng đi qua những rừng keo rất là tuyệt vời của khu vực xã Xuân Bình này của Phú Yên. Đây là một đoạn mà người dân đang khai thác keo bằng. Keo thì trồng cỡ khoảng 5 năm, 6 năm thì có thể thu hoạch. Thì theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên, năm nay toàn tỉnh trồng rừng trung khoảng 6.000 hecta và sản lượng khai thác trồng rừng thì là 240.000 tấn. Thì gỗ keo hiện tại thì có giá trị khoảng là 1,7 triệu đồng tấn, cho nên là người dân ở Phú Yên hừng hực bỏ mía sắn và sẵn sàng là trồng keo để mà có thu nhập tốt. Bên cạnh những rừng keo này, đó là tuyến cao tốc đi qua những dãy núi và hồ Xuân Bình này, nhìn xa xa rất là đẹp các bạn, phải nói vậy. Trong quá trình đi quay cao tốc về đoạn Bình Định và Phú Yên thì Thọ cũng rất thích cao tốc đoạn đi qua hồ Xuân Bình này. Chính vì cách xa địa lý ở Quy Nhơn, nhưng mà thỉnh thoảng khoảng 1 tháng đến 2 tháng thì Thọ hay vào trong này để mà cập nhật cao tốc với những cảnh đẹp ở đây, gửi tới mọi người xem kênh cùng thưởng thức vẻ đẹp ở khu vực này. Cao tốc có thể nói là quá đẹp, đoạn cao tốc của Quy Nhơn Chí Thành này các bạn, quá đẹp luôn, đi qua triền núi và khu vực hồ Xuân Bình này các bạn, quá đẹp đó. Phía dưới kia đó là đập của ngăn nước của hồ Xuân Bình, một con đập, một hồ nước ngọt rất là lớn ở khu vực thị xã Sông Cầu này. Đó. Quá đẹp các bạn. Đó các bạn, đứng đây có thể thấy được gần như là toàn cảnh cao tốc đi qua chỗ khu vực hồ Xuân Bình này, quá đẹp. Và bên này là một cái con đường chạy dọc hồ nữa, bằng bê tông. Trên đây là trồng keo này, quá trời luôn, keo với bạc hà, khung cảnh tuyệt vời. Hy vọng là Tết sang năm các bạn có thể chạy vào trong này, cao tốc có thể thông được xe, mình có thể chạy lên trên những cái cầu vượt cao như thế kia các bạn, quá đẹp luôn. Wow, đây này bạn, lại để nhìn cái đập ngăn nước của hồ Xuân Bình này, đẹp chưa? Ba lần rồi bạn, ba lần mình vào đây rồi, rất là thích vào đây luôn. Hy vọng là qua Tết là mình có thể chạy được trên những cầu vượt như thế kia. Hiện tại thì họ đang còn gác dầm các bạn, chưa có xong. Chạy từ Xuân Bình này qua với Xuân Lâm của thị xã Sông Cầu á.
Vâng, đứng đây có thể thấy cái nhà đập này bạn. Rồi con đường cao tốc kìa. Quá trời luôn. Bữa trước đây có cái quán này dẹp mất rồi. Vẫn còn các bạn, nhưng mà hình như là nghỉ bán rồi. Đó. Quá đẹp. Kìa một cầu vượt kìa. Đó các bạn, một cầu vượt khá là dài. Còn đang gác dâm. Chó nhiều quá. Keo nè bạn. Ở ngoài kia thì họ bắt đầu khai thác keo vào sâu trong này. Mình đi vào sâu trong cái đường này, có chỗ trống trống để mình quay cái cầu vượt cho các bạn xem. Quá đẹp luôn. Đây trống này. Đây bạn. Qua cái lùm keo này có thể thấy được. Đó. Kìa chưa? Qua cái đồi trắng trắng kia các bạn là thuộc xã Xuân Lâm rồi. Và đây là đoạn cao tốc ở phía nam của Hồ Xuân Bình, cũng đi qua những triền núi khá là cao và những rừng keo rất là đẹp các bạn. Đấy, trong hình là một đoạn cầu vượt. Hiện tại thì đang lắp dầm lên phía trên của phía nam Hồ Xuân Bình. Đấy, dầm được đúc tại chỗ đây luôn. Xong là khi mà các trụ công nhân họ đúc xong thì sẽ gác dầm luôn. Đó, đây là phía khu vực Hồ Xuân Bình, ở phía đập ngăn nước của hồ. Từ đây có thể đi vào khu vực của xã Xuân Lâm. Ở xã Xuân Lâm thì sắp tới sẽ xây cái trạm dừng nghỉ. Cao tốc Quy Nhơn Chí Thạnh được xây trên địa bàn của xã Xuân Lâm, của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, với tổng mức đầu tư là khoảng hơn 317 tỷ đồng. Trạm dừng nghỉ được xây dựng hai bên của tuyến cao tốc tại lý trình km 41 cộng 500 thuộc địa bàn của xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Thank you.
quá đẹp luôn các bạn ơi. Ra chỗ hồ Xuân Bình ngắm một xíu nữa. Đấy. Quá đẹp luôn. Thời tiết nó không được đẹp lắm các bạn, chứ không là nắng lên qua mùa xuân mùa hè nắng lên thì cộng với cái đường cao tốc ở trên núi cao nữa thì tuyệt vời á. Chỗ đây có cái cống nước này bạn, cho nên nó chảy xuống đây. Cống nước đây này, chảy xuống đây. Đó. Quá tuyệt vời á. Đó, đứng ha. Đường cao tốc chạy dọc núi luôn các bạn, dọc núi dọc hồ luôn này. Đấy. Quá đẹp. Năm sau quay lại sẽ đẹp. Đường cao tốc xong rồi sẽ đẹp các bạn. Hy vọng là vậy. Luôn các bạn. Đấy. Quá trời đẹp. Hy vọng sang năm nắng ấm rồi. Thời tiết đẹp và công trình cao tốc này họ thông được ở xe thì mình quay chỗ này sẽ đẹp lắm. Đó, bên đây là rừng keo các bạn. Rừng keo này. Bên phía ngoài đây là họ đang khai thác này. Chỗ này chuẩn bị khai thác này bạn. Thấy họ khai thác từ ngoài đầu hồ kia, khai thác vào lần trong này. Đó. Để dọc vào con đường này thì ngắm được đường cao tốc đi dọc núi này bạn. Từ dưới thấp lên cao luôn. Đó, bạn thấy phía trước không, cái đồi mà họ đang khai thác keo này. Đó, bắt đầu giờ họ chặt tụi lúi luôn, chặt lên chặt lần lên các bạn. Đó, chỗ đây này chặt tới đây này, tụi lúi luôn này. Đó, xẻ cái vỏ keo này quá trời nè bạn. Cái thác ngồi này nhiều lắm, mấy cây số vậy đó. Xe người ta trèo lên trên cao kia luôn nè, quá giỏi luôn các bạn. Đó, cái đường đi xe đi nè, ổn chưa. Chặt xong rồi họ tuốt vỏ đi, cưa ra từng khúc một khúc và chắc lên xe về làm nhiên liệu giấy cho với các loại các bạn. Đó, chạy xuống núi. Đó, sẽ đầy đường các bạn. Hồi xưa mà chưa có bếp ga bếp điện các bạn là toàn là đi móc củi như thế này về nấu không à. Thời gian đó thì cũng bao nhiêu chuyến đi núi như thế này các bạn. Đó, đường xe lên đó, năm 90 mấy các bạn, 94 95 98 99 là bắt đầu hết rồi, có điện bếp ga rồi, xài đỡ khổ. Qua đồi từng đồi các bạn nhé, rất là nhiều luôn.
Đây là cái đoạn cầu vượt nối liền hai xã này bạn, xã Xuân Bình và Xuân Lộc nha. Đấy, cầu vượt này mình quay rất là nhiều rồi. Hiện tại thì xong cái cầu bê tông hết rồi, họ đang lắp cái lan can cầu các bạn. Đấy, đây ngồi này thì bắt đầu họ trải nhựa rồi nha các bạn. Đó, cầu chỗ đây đầu tiên vô mình thấy cầu chỗ này rất là hùng vĩ luôn, rất là đã luôn các bạn. Nhưng mà khi mà vào trong hồ Xuân Bình nữa thì trong đó có nhiều cái cầu nó còn ghê gớm hơn nữa. Đó, nhưng mà như thế này cũng đủ làm thích thú rồi các bạn. Đó, trên này họ đang trải nhựa các bạn, hôm nào trải nhựa xong thì mình sẽ lên. Đó, quá trời. Đó, chạy ra ngoài đường quốc lộ các bạn. Sáng giờ cập nhật cũng khá là nhiều video trong trên cái video này rồi.